các bạn đã đến với channel của Negativity. Ở clip này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể mod được một cái hình xăm cho nhân vật ở trong GTA 5. Và các bạn có thể làm tương tự đối với quần áo hay là mũ, giày dép của các nhân vật ở trong game GTA 5 các bạn nhé. Rồi, thì đầu tiên hôm nay tôi sẽ chọn cái hình xăm là Full Body Tattoo for MP mèo này để làm ví dụ cho các bạn. Được chưa? Ok, thì đầu tiên sẽ bấm tải cái hình xăm của chúng ta về. Tôi sẽ chọn vào ổ D New Folder. Chưa? Rồi, sẽ mở nó lên. Thì các bạn lưu ý là khi mà các bạn muốn mod một cái hình xăm hay là áo quần mũ trang phục ấy, thì các bạn phải xem cái cách hướng dẫn cài đặt của người ta. Bởi vì cái này nó không có một cái mô típ nhất định các bạn nhé. Không có một cái mô típ nhất định mà chúng ta buộc phải xem hướng dẫn mod của cái người làm ra mod. Thì ở đây chúng ta sẽ xem ở phần mô tả đây này. Nếu mà không có thì các bạn sẽ bấm vào trong phần mod. Nó sẽ tương tự, nó sẽ có cái file readme. Thì các bạn xem cái đường dẫn cài đặt để chúng ta có thể cài đặt làm theo đối với trang phục, mũ, gọi là hình xăm, vân vân. Thì các bạn buộc phải làm theo hướng dẫn của người làm mod các bạn nhé. Và chúng ta sẽ không có một cái mô típ nhất định như kiểu là các bạn add on xe hay là replay nhân vật, add on nhân vật như các cái clip trước đây của NKTV mà chúng ta buộc phải làm theo. Rồi thì để mod được vào ấy, đương nhiên các bạn sẽ cần phải có GTA 5 và có phần mềm Open 4. Và bạn nào chưa biết phần mềm Open 4 thì các bạn có thể xem trong phần tài liệu hướng dẫn mod GTA 5 mà tôi sẽ để ở trong phần mô tả của clip cho các bạn. Ở đây thì tôi có cái mục game GTA 5 nó đang ở phiên bản cũ nên là nó có cái bản thông báo này, các bạn không cần quan tâm lắm. Bởi vì tôi chưa update mod của tôi lên cái phiên bản mới. Nó vẫn đang sử dụng phiên bản 1.52 các bạn nhé. Rồi tôi sẽ mở edit mod. Thì ở đây người ta hướng dẫn chúng ta là sẽ mod cái phần body part này và cái phần head part. Thì tôi sẽ tạm thời thu cái này xuống. Chúng ta sẽ bấm vào đây. Nó sẽ có hai phần là phần head và phần body, có nghĩa là phần hình xăm ở người và phần hình xăm ở đầu. Thì chúng ta sẽ lần lượt làm theo cái hướng dẫn của người ta thôi. Đơn giản là chúng ta sẽ replay mấy cái file này vào thôi các bạn. Nó rất là đơn giản, nó không hề khó một chút nào. Như kiểu là chúng ta replay một cái vũ khí, nhưng mà chúng ta phải làm theo hướng dẫn, chứ ta không replay vào trong cái thư mục modding mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn làm ấy. Như vậy rồi, bây giờ chúng ta sẽ tiến hành bắt đầu luôn nhé. Đầu tiên chúng ta sẽ xem này, mod update X64 DLC pack và pack day 4. Thì ở đây update X64 này, thì tôi chưa có cái pack day 4 này. Thì chúng ta phải làm như nào? Thì chúng ta sẽ vào phần update ở đây các bạn nhé. Và thư mục update ở ngoài tổng, bây giờ tôi sẽ thoát ra ngoài. Tôi sẽ thoát ra ngoài tổng này. Tổng của chúng ta là ngoài này các bạn nhé. Và tôi sẽ mở cái phần thư mục update lên. Đây, ta sẽ vào X64 DLC pack. Bản chất của cái thư mục mod này thì nó cũng chỉ là những cái thư mục ở đây mình copy sang để mình bỏ file vào thôi. Và khi load game thì nó sẽ ưu tiên load những cái thư mục ở trong thư mục mod này. Còn cấu trúc ở trong thư mục mod nó sẽ giống với cấu trúc ở bên ngoài thư mục game các bạn nhé. Nó không khác gì cả. Đây, chúng ta sẽ vào thư mục update X64 DLC pack để chúng ta tìm kiếm cái thư mục có tên là pack day 4 NG. Được chưa? Ở đây, pack day 4 NG. Sau đây chúng ta sẽ kích chuột phải. Chúng ta cứ bấm vào được một lần nữa các bạn nhé. Bấm vào. Ở đây thì chúng ta kích chuột phải và chúng ta sẽ chọn là copy to mod folder. Đối với bạn nào có rồi thì không cần phải làm bước này các bạn nhé. Bạn nào chưa có cái pack day 4 này trong DLC pack của cái modding ấy thì chúng ta phải làm bước này. Rồi, sau khi copy xong chúng ta sẽ tiếp tục đi theo đường dẫn là X64 này, mua đầm này. Được chưa? Paste MP overlay TDX đây. Rồi, chúng ta sẽ tiến hành copy các cái thứ ở trong phần body part này. Đây. Ta sẽ kéo, các bạn để kỹ hơn thì các bạn phải kiểm tra các bạn nhé. Kiểm tra xem nó có ở trong này chưa. MPFM skin, đúng không ạ? MPFM skin. FM skin, ta sẽ tìm xuống MPFM skin. Đây, được chưa? M up đây. Đây có này. Được chưa các bạn? Vi pack lát chi lát đấy vân vân. Thì các bạn có thể bấm lên xem nào. Đấy, nó sẽ cái này thì nhìn rất là khó. Đấy. Thì chúng ta có thể reply vào đây. Đấy, tôi sẽ kéo và thả. Cái nào các bạn thấy hiện dấu cộng là được nhé. Cái này như mà các bạn tôi tắt edit mode đây này. Thì
thì các bạn sẽ kéo thả vào thì nó sẽ là dấu tròn cái chéo, chúng ta không thể copy vào được. Nên các bạn lưu ý là các bạn phải bật edit mode, được chưa? Rồi chúng ta sẽ kéo thả vào. Ok, thế là xong. Tiếp theo thì chúng ta sẽ làm theo hướng dẫn để chúng ta cài đặt cái phần Headpad này các bạn nhé. Thì nó sẽ là cái DLC MP Path Change, đúng chưa? Ok, thì chúng ta sẽ quay trở xuống như này để chúng ta lấy cái MP Path Change, bởi vì tôi cũng chưa có cái này trong thư mục mod của tôi. MP Path Change đúng không ạ? Ta sẽ kiếm, tìm kiếm. Đây, Change SNG. Rồi, vào và chúng ta cũng copy sang thư mục mod. Bạn nào mà có cái này bên thư mục mod rồi, nếu mà các bạn kích chuột phải thì nó sẽ hiện là show go to mod folder các bạn nhé. Rồi, thì chúng ta cũng tương tự vào đây này, mod MC này, DLC RPF này, X64 này, modem này, CDM, được chưa? Rồi mpchat CDM, mpchat.rpf đúng không? Ok, qua lại một chút. CDM này, mpchat chéo free mode. Ở chỗ này người làm mod hơi lỗi một tí các bạn nhé. Mpchat, ta sẽ thử bấm vào đây xem. Ok, mpchat.rpf các bạn, tầm đấy. Nó có hai cái đúng không? Cái JP thì không phải rồi, là cái này thôi. Đáng ra ở đây nó phải có cái chấm rpf thì chúng ta dễ hơn. Rồi chúng ta sẽ tìm thư mục mp cái chế m free mods. Đây, không một các bạn lưu ý nha, cái này các bạn làm kỹ một chút, xem kỹ một chút để tránh trường hợp nhầm folder. Rồi chúng ta sẽ kéo xuống, kéo lên. Ồ, cái mod kia tôi tắt ở đâu rồi? Ok, tôi sẽ mở lại một chút các bạn nhé. Tôi tắt luôn cái rack của chúng ta đi à. Thư mục ở d new folder. Rồi chúng ta sẽ vào full body tattoo. Rồi đấy thì chúng ta sẽ có cái phần head đúng không ạ? Body chúng ta đã làm xong rồi, chúng ta sẽ làm phần head. Được rồi, chúng ta mở lên đấy thì có bốn cái, thì mở open 4 lên đấy, chúng ta sẽ có head deep 25, 24, 23 và 02. Được chưa? Chúng ta sẽ kéo xuống tìm kiếm. Hết cái chế deep các bạn nhé. Chúng ta phải kiểm tra trước. Đây, hết cái chế deep. Rồi. Ok, thì chúng ta sẽ copy vào. Kéo và thả vào thư mục. Rồi, như vậy là chúng ta đã hoàn thành cái cách mod một cái hình xăm vào trong game các bạn nhé. Và tương tự thế thì cái nguồn hình xăm các kiểu các bạn lấy ở trên trang GTA 5 mod trong phần người chơi. Ở đây thì sẽ có là cái loại ba nhân vật chủ chốt này của chúng ta là ba nhân vật chính story mod, các loại quần áo skin, rồi là giày, mặt nạ, mũ, bảo hiểm, tóc, mắt, màu mắt ấy, ý mắt ấy, hình xăm, đồng hồ, vân vân. Thì các bạn sẽ làm tương tự đối với giống như clip này, có nghĩa là các bạn xem một cái mod gì, các bạn phải xem cái cách hướng dẫn của người làm mod và chúng ta sẽ làm theo các bạn nhé. Cái này không có mô típ để chúng ta làm linh động giữa các cái bản mod khác nhau mà chúng ta buộc phải làm theo hướng dẫn của người làm mod. Thì ở đây ví dụ như cái áo này chúng ta đã có sẵn ở đây này, được chưa? Đấy, cái đường dẫn để chúng ta có thể cài đặt cái mod vào, chúng ta sẽ replay đúng vào cái vị trí như này. Rồi các bạn có thể tìm kiếm ở phần mô tả hoặc là phần readme, ví dụ như là ở bên này thì nó người ta để ở phần readme các bạn nhé. Đây, người ta để ở phần readme đây. Thì đấy, và chúng ta xem và làm theo. Cái này không có mô típ cố định nhất định để các bạn có thể làm đối với tất cả các mod, mà nó phải là từng cái một các bạn phải xem. Rồi ok, thì phần cuối thì tôi sẽ vào để vào game để test thử cho các bạn xem là cái hình xăm mà chúng ta vừa mod vào nó như thế nào các bạn nhé. Đây là thành quả của chúng ta sau khi mà đã mod hình xăm vào trong GTA 5. Đây là mod hình xăm cho nhân vật free mod các bạn nhé, nhân vật multiplayer, hình xăm rất là đẹp, full body luôn. Ok, tôi sẽ kết thúc clip này ở đây và chúc các bạn sẽ thành công trong cái việc mod hình xăm cũng như là các cái mod khác, ví dụ như là quần áo, giày dép vào trong game GTA 5 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các clip tiếp theo của NKTV.